Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Trứng hoa lại nở ra hoa. Bài viết do ký giả Nguyễn Đặc Thịnh biên soạn, quan chương trình bày. Xin nói ngay, trứng hoa ở đây không phải là một hột vịt bắp thảo hay là hột vịt muối, mà là trứng của người phụ nữ Trung Hoa, được cẩn thận cất giữ trong những viện tàng trữ trứng người tại Hoa Kỳ, để bất cứ lúc nào người gửi trứng cũng có thể đem ra và kết hợp với lại tinh trùng của đàn ông để nở con. Câu chuyện cất trứng đem kể hôm nay là chuyện của một cô gái có tên là Luji, một phụ nữ Trung Hoa 35 tuổi, có học thức và khá đẹp. Cô đã đậu thạc sĩ doanh thương ở tại Stanford University. Trở về Trung Quốc, cô mở một thương vụ nhỏ xíu, nhưng rất đắt khách ở tại Thượng Hải. Thương vụ lo thủ tục giúp những người Hoa mắc bệnh ung thư được chữa trị ở tại những viện ung thư nổi tiếng của Hoa Kỳ. Năm ngoái, cô trở qua Hoa Kỳ gửi trứng. Cô không muốn có con sớm vì nuôi con là một bận rộn chiếm rất nhiều thời giờ và tâm trí của một người mẹ. Bận rộn công việc, cô chưa muốn có con, nhưng lại ý thức được là có thể 5-10 năm nữa cô sẽ thèm có một hoặc là hai đứa bé bên cạnh để hữu hỷ yêu thương. Cô phải gửi trứng tại Hoa Kỳ vì luật của Trung Hoa không cho phụ nữ độc thân cất giữ trứng. Từ vài năm nay, con số phụ nữ Trung Hoa sang Hoa Kỳ gửi trứng gia tăng khá nhiều, bởi vì cô tài tử điện ảnh có tên là Su Jingle post trên mạng Weibo câu chuyện cô đi Mỹ gửi trứng. Và chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì bác sĩ lấy được 8 cái trứng trong cơ thể của cô Luji. Trứng được cất giữ trong ống nitrogen lỏng và cô Luji yên lòng với cái tương lai lúc nào muốn có con cũng có được. Đó là chưa nói đến cái tiện nghi của cô lựa chọn quốc tịch cho đứa bé con của cô. Có thể chọn một người đàn ông Mỹ làm bố của đứa bé còn trong trứng, để 9 tháng 10 ngày sau thì cô trở thành mẹ Mỹ. Luji tâm sự: Su Trinh Lê giúp tôi ý thức được nhu cầu cất giữ tương lai. Việc mà tôi cần làm ngay trong lúc còn trẻ, tôi biết nhiều phụ nữ Trung Hoa khác cũng đang bận tâm như tôi. Trung Quốc cũng có những phòng lạnh, có bác sĩ sản khoa chuyên làm việc lấy trứng, giữ trứng. Nhưng muốn cất giữ trứng ở tại Trung Quốc, phụ nữ Trung Hoa cần trình giấy hôn thú, giấy cho phép sinh đẻ và giấy chứng nhận của bác sĩ về tình trạng hiếm con. Việc giới hạn sinh đẻ áp dụng ở tại Trung Quốc từ năm 1979 chỉ cho phép mỗi gia đình có một đứa con, và mới đây thì giới hạn được nới rộng từ 1 thành 2. Tuy nhiên, phụ nữ không chồng vẫn không được quyền sinh con. Một vị nữ giáo sư có tên là Wang Hongxie, phục vụ tại Viện Xã hội học Thượng Hải, đã nhận định rằng chính phủ của Trung Quốc không mặn mà gì với lại kỹ thuật giữ trứng để sau này sinh nở, và những kỹ thuật làm gia tăng dân số, do đó họ tìm cách giới hạn việc sinh sản và cấm phụ nữ độc thân cất trứng để dành. Ngoài việc đi ngược lại với nỗ lực giới hạn dân số, thì việc phụ nữ độc thân cất trứng còn vi phạm luân lý nữa, bởi vì việc ghép trứng sau này với tinh trùng của một người đàn ông không phải là chồng của mình, khiến cho đứa trẻ trở thành đứa con ngoại hôn. Việc cô đào hát bóng có tên là Su Jingle phổ biến câu chuyện cô đi Mỹ để lấy trứng và cất trứng đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận khá sôi nổi ở tại Trung Quốc. Đài truyền hình CCTV của chính phủ đã dành ra 6 phút để trình bày lập luận lên án việc cô làm. Và sau nhiều cuộc tranh luận như vậy, thì trang mạng Weibo mở cuộc thăm dò ý kiến độc giả được trên 83.000 người tham dự. 80% những người này chống việc cấm đàn bà độc thân để giành trứng. Cô Su phát biểu rằng, tôi chỉ làm hai việc hợp pháp. Thứ nhất là tôi xuất ngoại hợp pháp với đầy đủ giấy thông hành ra khỏi Trung Quốc. Một, chiếu kháng cấp nhận cho tôi vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và hai, là tôi nhờ những bác sĩ chuyên khoa lấy trứng, cất trứng và trả thù lao đầy đủ cho họ. Cộng hai việc làm hợp pháp lại thì số thành của bài toán cũng chỉ có thể là hợp pháp. Cô Dây Quyền Minh, 39 tuổi, một chuyên viên kiến trúc làm việc ở tại Thượng Hải và có trứng cất ở tại một viện y tế ở Canada, đã lên tiếng binh vực quyền cất trứng của phụ nữ độc thân. Cô Dây nói rằng, tôi độc thân hay là có chồng là chuyện riêng của tôi. Tôi chưa sinh nở thì chính phủ không có quyền giới hạn gì cả. Phụ nữ, nhất là phụ nữ Trung Hoa, rất thích con cái. Họ đua nhau xin đi ngoại quốc để lấy trứng, cất trứng, như là cất giữ một viễn tượng con cái đầy đàn. Cô Giang Dê, giám đốc marketing của công ty Travel Healthcare ở tại Thượng Hải, cộng tác với lại hãng Oregon Reproductive Medicine, cho biết rằng khách hàng của hãng đang gia tăng khoảng 15% so với lại năm ngoái. Giang nói, hãng chúng tôi giúp thân chủ xin giấy thông hành, xin chiếu kháng cho phép họ vào lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Chúng tôi tổ chức đón khách tại phi trường, cung cấp nơi cư trú, thông dịch viên và tài xế nói tiếng Hoa. Tóm lại, chúng tôi làm mọi dịch vụ thân chủ cần chúng tôi làm. Thật ra thì Travel Healthcare còn làm cả việc tạo ra khách hàng nữa. Họ mở những lớp seminar phổ biến việc lấy trứng cất trứng cho giới phụ nữ độc thân và trung lưu. Giảng viên những lớp này vẽ ra viễn tượng là họ sẽ làm mẹ ruột của những đứa con Mỹ lai Hoa và từ đó nuôi hy vọng được sống ở tại Hoa Kỳ vì lý do đoàn tụ gia đình. Thương gia Hoa Kiều phát đạt trong thương vụ bán viễn ảnh mẹ Mỹ cho thiếu phụ của Trung Hoa thì thương gia của Hoa Kỳ cũng nhanh nhẩu nhập cuộc, tham dự cuộc tranh thương đang vui nhộn. Công ty có tên là HRC Fertility gửi 6 bác sĩ sang Trung Hoa để giúp phụ nữ lấy trứng, cất trứng. Website của hãng quảng cáo: chúng tôi giúp những người LGBT, tức là lesbian, gay, bisexual và transgender, và những bệnh nhân HIV, những phụ nữ độc thân thực hiện giấc mơ mộng của mình. Chỉ riêng tại California thì công ty HRC Fertility đã có đến hàng chục bệnh viện để phục vụ thai phụ. Phí tổn lấy trứng giữ trứng từ 11.000 Mỹ Kim cho tới 16.000 Mỹ Kim và công giữ trứng từ 450 đồng đến 600 đồng mỗi năm. Các công ty của Trung Hoa thường cộng tác với lại các bệnh viện bảo sanh của Hoa Kỳ để tuyển mộ phụ nữ muốn lấy trứng và gửi trứng ở tại Hoa Kỳ. Theo thống kê của Hội Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản, thì trong số 51 viện bảo sanh tại tiểu bang California, đã có tới 33 viện tổ chức theo nhu cầu của phụ nữ Trung Hoa với nhân viên người Hoa, ấn phẩm in chữ Hoa, website viết bằng Hoa ngữ. Phụ nữ của Trung Hoa lấy trứng cất trứng tại Hoa Kỳ có thể là hình thức thay thế việc thai phụ Trung Hoa sang Mỹ du lịch rồi đẻ ra con ở trên đất Mỹ. Một vị bác sĩ có tên là Kevin Dury, chủ tịch Hội Công nghệ Hỗ trợ Sinh sản cho biết là năm 2009 thì hội giúp 568 phụ nữ Trung Hoa lấy trứng và gửi trứng ở tại Hoa Kỳ. Năm 2014, con số này tăng lên thành 6.165 phụ nữ. Cả việc thai phụ Trung Hoa sang Mỹ đẻ lẫn việc phụ nữ Trung Hoa sang Mỹ để lấy trứng và gửi trứng cũng chỉ nhằm vào mục đích là tạo ra tình huống khá éo le. Thai phụ Trung Hoa đẻ con Mỹ, một nguyên cớ giúp họ di cư. Thưa quý vị, thèm muốn đổi chỗ ở để đổi đời của người đàn bà Trung Hoa cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, đầu óc kinh doanh của thương gia Trung Hoa lại khó hiểu hơn, quanh co hơn. Phép phù thủy của họ biến một phụ nữ Trung Hoa chưa bao giờ có quan hệ tình dục với đàn ông của Hoa Kỳ mà vẫn đẻ ra con Mỹ. Thưa quý vị, tài kinh doanh đó là một yếu tố giúp người Trung Hoa có thể làm chủ thương trường của Việt Nam trước năm 1975 và tiếp tục làm chủ thương trường của Việt Nam tại hải ngoại hiện nay. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Trứng Hoa lại nở ra hoa. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những phần bình luận lần tới. Xin kính chào.